Tóc tẩy nửa năm thì đã uốn được hay chưa? Chưa uốn được đâu anh em. Riêng tóc tẩy anh em phải cắt hết đi. Chứ còn anh em chỉ để lại một chút thôi. Một phân cho đến 2 phân thôi. Thì khi mà anh em uốn đi, thì chắc chắn nó sẽ không được đẹp. Bởi vì khi mà cái sản phẩm uốn, kem uốn nó vào cái tóc của chúng ta ấy, đối với cái tóc khỏe nó có thể xử lý tốt. Nhưng mà đối với cái tóc yếu ấy, thì nó dễ bị cháy tóc. Nói như thế cho nó dễ. Nó cháy. Hoặc là kể cả mà họa may mà nó không cháy ấy, thì cái ngọn của cái phần tẩy còn cũ đấy của anh em ấy nó cũng sẽ xác xơ và nó cũng sẽ mềm ra, nó không còn được đẹp. Và khi mà anh em uốn cả cái mái tóc như thế, nó lẫn lộn cả một đoạn tóc khỏe của chúng ta và thêm vài phần của tóc tẩy, thì cái phần tóc khỏe của chúng ta có thể nó ra sóng, nó đẹp, nó ok, nó cong, nó ok. Nhưng riêng cái phần ngọn tóc yếu của chúng ta thì khi mà anh em làm xong nó rất là khô sơ, về nhà anh em không thể nào anh em chơi đâu, và nó lại xù, nó lại bông lên thôi. Chính vì thế cái lời khuyên tốt nhất của mình ý, khi mà anh em đã xác định tẩy tóc ấy, là anh em phải chơi đến cái màu tẩy đến bao giờ anh em cắt hết đi thôi. Anh em cắt hết đi thì anh em mới làm được những cái khác, anh em mới uốn, anh em mới ép, anh em mới duỗi được nhé. Chứ còn anh em để nguyên như thế thì không không làm được bất cứ một cái gì. Thực ra thì vẫn có một số những cái trường hợp hy hữu, nhưng mà anh em cứ tin mình đi, anh em sẽ không nằm trong số đó đâu. Anh em phải hiểu ý, những cái sản phẩm uốn duỗi tóc ấy, ép tóc ấy là những cái sản phẩm nó tác động trực tiếp đến cái gọi là cấu trúc của sợi tóc. Cho nên là đã tác động đến cấu trúc của sợi tóc thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái mức độ dinh dưỡng của sợi tóc. Tức là từ một cái sợi tóc khỏe, nếu như chúng ta làm nhiều uốn ép duỗi gì đó làm nhiều, thì cái tóc của chúng ta nó sẽ bị khô sơ hơn, bị yếu hơn, và nặng hơn nữa sẽ làm bị cháy, bị mủn ra, nó giống như kiểu nó bún vậy, nó mềm giống như bún vậy. Anh em chơi tóc tẩy thì anh em biết, mỗi lần anh em gội đầu xong đúng không, tùy vào mức độ tẩy ít hay tẩy nhiều, anh em thấy cái tóc của mình nó hút nước rất là kinh khủng đúng không, nó rất là nâu khô đấy. Và sờ vào cái tóc, thậm chí là nhiều tóc bạn yếu lúc tóc ướt thì sờ giống như bún vậy, mềm giống như bún vậy. Chính vì thế anh em phải cắt hết đi, anh em mới làm được cái gì làm nhá. Còn nếu mà anh em vẫn cố tình làm ấy, thì cái hậu quả anh em sẽ phải gánh thôi.